Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ bạn nữ có thể giới thiệu trích ngang lý lịch của mình được không? Em tên tên Mỹ, 26 tuổi, ở Bình Dương ạ. Em đang làm công việc gì? Em làm bên công ty lắp ráp thôi chị. Còn bạn nam? Dạ, em tên Lai Chí Khền. Hả? Dạ, em tên Lai Chí Khền. Dạ, em hiện 23 tuổi, đang làm ở công ty giày bông trang. Một bên là linh kiện điện tử, một bên là giày. Nhưng mà Khiền ở đâu chưa? Dạ, em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Vậy là cũng ở chung với nhau rồi ha. Dạ. Ở chung nào? Một chút xíu mình có thể chở nhau về chung đường được rồi. Dạ. Anh em đi xe buýt. Hả? Anh đi xe buýt hả? Dạ. Còn bạn kia đi xe gì? Dạ anh đi xe máy. Rồi vậy thì một xe được ừ, rồi. Đâu. Mình giới thiệu một chút xíu về mình. Điểm mạnh của bạn là gì? Dạ em vui vẻ, hoạt bát, nói chung là dễ gần lắm. Rồi điểm yếu của mình là gì? Hay tin người. Cái gì cũng tin hết, ai nói gì cũng nghe hết. Tại sao bạn ế? Chắc tại dữ quá. Dữ hả? Ai giờ cũng nói dữ hết trơn. Mà có dữ không? Mày cũng có. Dữ cỡ nào bạn? Tính em là khi mà nóng lên là em không có nhịn ai hết á. Phải nhịn em đi rồi em nhịn lại. Dạ. Bạn trai thấy sao cơ? Thì tính em hèn lắm chị ơi. Hèn á? Hiền. Hèn. Hiền á, hèn nha. Nói từ rõ nha. Em cũng nhịn nhục ghê lắm. Nhịn nhục ghê lắm hả? 23 tuổi còn quá trẻ đúng không bạn? Dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, lúc em vô làm công ty mới có quen một bạn nữ. Quen được một năm, sau đó chia tay, tới giờ là được 4 năm. 4 năm nay không có người yêu? Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, bạn đó khắt khe với em. Khắt khe? Dạ. Khắt khe là sao cụ thể luôn? Lúc đầu đi tập gym á, bạn nó cấm em. Cấm không cho đi tập? Dạ. Lý do cấm? Em thay đổi bản thân, bạn nó không đồng ý. Rồi cấm gì nữa không? Mình nói chuyện với bạn thân với mình giống bạn nam, hai bạn nam nói chuyện nhau thì bạn nữ cảm thấy không khó chịu cũng cấm luôn. Dạ. Bạn nữ nào mà khó dữ vậy? Nên em cũng chia tay luôn. Bạn nữ bên kia có cấm người yêu của mình không? Không cấm gì hết á, mà có một cái là làm gì nói chứ đừng có mà làm xong rồi về mới báo. Tiền trả mà hậu tấu là không được. Dạ đúng không? Dứt khoát vậy ha. Dạ. Trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ ba mối. Ba mối tình. Dạ. Tại sao chia tay? Nói chung mối đầu tiên thì giàu hơn thì họ nói em thì không có môn nào đối vậy á. Người thứ hai thì tánh người đó giống như gia trưởng quá đi, xong cái gì nói ra bắt em phải nghe theo rồi chia tay luôn. Rồi không chịu nói bỏ. Rồi cuối cùng nhỏ hơn bắt đầu cái gây lộn nghiếc luôn suốt ngày vậy đó, không biết bị gì nữa. Là người cuối á hả? Nhớ. Nhỏ hơn bạn hả? Nhỏ hơn 3 tuổi. Bạn cần tìm một người bạn trai như thế nào? Tính tình thì chậm chậm xuống xíu, tại vì em nhoi lắm. Lên đây em ráng kiềm chế mình không nhoi chứ. Nhoi là sao? Ví dụ như cái nhoi của bạn là nhoi sao? Thích mà giỡn bạn trai miễn nhây lắm. Em cắn, em cắn có bữa đổ máu luôn. Cắn đổ máu luôn hả? Trời đất ơi. Với lại trời đất ơi, chơi gì chơi ác thì cắn đổ máu luôn vậy đó hả? Giỡn, giỡn nhây qua khi lố không biết chứ lúc. Giỡn vậy đó hả? Dạ, giỡn nhây dữ lắm. Thì bởi vậy mới nói là cái tánh của em nó hơi khùng khùng á. Nhiều khi về nhà chồng á mà giỡn kiểu đó cắn má chồng chắc không có. Không có người đó cắn. Hả? Cắn chồng hả? Thì chỉ cắn chồng thôi. Cắn người nào không quýnh mình được thôi. Chuẩn bị nha. Nghe hớn ăn như vậy. Hớn ăn quá. Có biệt tài gì không? Tài lẻ gì không? Tài lẻ thì em chỉ biết ca. Ca hát nhảy múa gì đó. Rồi thử làm cái cho nó xung độ coi nào. Bây giờ không chưa có bị tâm về tâm lý rồi nhảy nữa. Cần gì tâm lý? Cần gì tâm lý đâu mà tâm lý. Nhảy phải có nhạc mới nhảy. Rồi có nhạc luôn, mở nha. Giờ muốn nhạc gì? Chung là vô nhạc là nhảy thôi chứ. Trời ơi, dữ. Mạnh lên. Yo. Hello. Yo. Oh yeah. Nào? Súng lên. Súng lên. Cầu ở đó. Đó. Đúng rồi. Vô. Quay vòng vòng. Đâu qua anh ơi. Em tụt cơm, tụt máu anh ơi, tụt cơm. Gì? Tụt gì? Tụt máu. Trời ơi, đàn gái sung lắm em ơi. Vui quá. Đàn gái sung lắm, vui lắm. Bạn nam mình làm gì lại đi chứ? Dạ, tối qua em cũng học một bài hát. Rồi hát bắt đầu. Dạ. Bài đưa nhau đi trốn. Trời ơi, đi trốn trời. Đưa gì mà đưa nhau đi trốn rồi. Giờ đứng lên nè, đứng lên. Ráp nó phải vậy nè. Ôi, ôi dìa. Dìa dìa dìa. Đó vậy đó nha. Dạ. Cho nó không khí nó không có quên. Vô. Dạ, để đây nè. Bố em hút rất nhiều thuốc. Mẹ em hút ít hơn. Bố anh hút rất nhiều thuốc, mẹ em mất hết lại nhà. Bố anh này đi lại, còn mẹ anh gọi đến từng nhà. Đã lâu rồi mình không về, chẳng liên lạc gì cả.
chỉ con quen một mảnh giấy. Chỉ con quen một mảnh giấy. Đừng lo, đêm nay con đi chơi xa. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có vạt núi xanh. Trẻ con xe anh cho em chồng chành, phóng tầm mắt đến trời mới. Tôi không hiểu rồi, ngồi đi. Mệt quá. Rung quá. Rồi, vậy đó hả? Dạ. Gì luôn à? Bài đó hay lắm mà. Hay luôn. Hay luôn mà hay. Có nghe nè, bạn gái lớn tuổi hơn có ngại gì không? Dạ, em thích quen bạn gái mà lớn tuổi hơn. Chi vậy? Tại chững chạc. Rồi kêu bạn gì? Kêu bằng... chị ơi, anh yêu em cũng được. Nhớ nha. Dạ. Chắc không? Chắc. Chắc phải không? Dạ. Mình thích người con gái như thế nào? Dạ, biết lo cho gia đình và công việc. Nếu bây giờ hai người lấy nhau mà mình bạn gái mình, vợ mình lớn hơn mình thì ai lo cho ai? Trong gia đình ai lo cho ai? Dạ. Chung là tôi đang bị mệt á, mà tôi nghe nói chuyện giống như đọc rap mà tôi muốn xỉu luôn á. Nhanh lên coi. Dạ thì chuyện gia đình thì mỗi người chia nhau ra làm, em lo giống như là rửa chén rồi, còn bạn nữ lo nội trợ nấu nước. Có chuẩn bị gì cho tinh thần để đám cưới chưa? Đi làm em giữ tiền hết em đâu. Dạ dạ, đám cưới là xin tiền mẹ. Dạ. Trời ơi sao mà nói xong rắn vậy trời. Không gì đâu chị, tại em nói nhanh dữ lắm. Phải không? Phải không? Nói nhanh lắm. Nhưng mà bạn tập gym, em có thích đàn ông tập gym không? Tập gym được chứ, miễn đừng tập 7-3 được. Cô bên kia rất là hiện đại, gọi là năng động á. Dạ. À, hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với bạn thân tên Châu. Châu. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ em muốn nói với bạn em một tí là khi nơi mình thấy là chị bên đây á là vui vẻ lắm, năng động. Hợp không? Dạ hợp. Xứng đôi rồi ha. Mình có đi với ai không bạn? Dạ em đi với chị em ạ. Chị ruột hả? Dạ chị ruột. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì em thấy em bên đây á, em mới 23 tuổi thôi. Em cố gắng nếu như hai đứa quen lâu dài thì em nên lên chín chắn một tí ha. Chị, em có nói gì với chị đó không? Bạn trai. Dạ. Nói gì với chị kìa, thuyết phục chị trước đi. Em thì em cảm thấy em đủ chín chắn rồi. Còn về bạn nữ thì nếu bạn cần chỗ dựa về anh tinh thần nói lớn rồi bạn. Nói lớn vai vững chắc thì em sẽ dư sức. À nếu bạn nữ cần một chỗ dựa và bờ vai vững chắc thì em đủ sức. Đó, anh nói vậy đó. Rồi giờ nãy chị gái thấy mệt rồi. Chúc chị đi xe máy mệt lắm. Chị đi xe buýt đi nha. Thôi để hai em nhỏ đi xe máy để nó tâm sự ha. Hy sinh vậy. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt đi. Rồi mời bạn. Mình chào bạn. Cái gì? Chào chị. Về có mua không tặng mình, có mình tự làm nên nó hơi. Cảm ơn. Nếu mà nói là làm chỗ dựa thì phải nói chuyện cho nó mạch lạc ra. Chứ nói chuyện mà nói cũng không được làm sao mà mình dựa người ta dựa được. Nhiều khi nó dựa ngã một bên. Chỗ dựa này chứ không phải là quen nhau thân rồi thì mình nói chuyện sẽ không lắp bắp nữa. Hồi nãy nói mở màn lên nói làm sao? Khó quá. Vậy chứ tôi nói được như em ơi chị yêu em. Đó. Mạnh mẽ lên, trời ơi bạn trai, tiến lên. Thấy bạn nhìn cũng dễ thương. Có gì muốn nói không? Sao lắp bắp hoài vậy? Bạn làm ở Bình Dương công việc ổn định nhé. Thì hiện tại mình vẫn làm công ty. Nhưng mà trước sau này suy nghĩ thì sẽ làm một cái quán cà phê sân vườn thôi, chứ không có lớn lắm. Nhưng mà cũng đang cần sự đầu tư. Nếu bạn có muốn thì hùng vốn cùng làm cũng được. Cái để về hỏi mẹ. Cái gì cũng hỏi mẹ hết hả? Rồi, vậy mẹ giữ tiền mà. Nếu như mình cầm tiền thì giống như là xài phung phí lắm. Rồi lỡ như dắt tôi về ra mắt rồi mẹ không cho rồi sao? Chuyện tình cảm thì mình tự quyết định. Sao tình yêu gì mà tôi mà cái nghe mệt quá à. Chị ơi anh yêu cái này em. Chắc phải quen thân người mới nói. Giờ nói thử coi, đập đi. 2, 3. Nói, ông nói. Bạn nam có vẻ hơi yếu thế, bạn nam phải không thể phải. Hiện phải đôi tình. Khi tình yêu nó hơi bối rối vậy đó. Chắc chắn là em yêu chị rồi. Bạn tập gym, em tập gym ở đâu vậy? Tập chưa? Tập rồi. Có muối nào chưa? Dạ. Có muối nào chưa? Thấy muối quá trời luôn chị ơi. Đâu? Có hai cái tay bự ghê luôn. Bự hơn gốc chuối em luôn. Dẫn bạn đi tiếp đi. Thôi, vô tình yêu. Nói hoài mặt người ta đã mất máu hết trơn rồi kìa. Kệ nói sao cho mất hết máu luôn đi. Tội nghiệp người ta tuột máu ngồi xỉu không đỡ không nổi. Dạ nói thật nè, dạ. Em có thấy trái tim mình rung động trước người đối diện chưa? Cũng có. Cũng có rồi hả? Thích bạn ấy chỗ nào? Thích cái tính cách mà năng động. Còn gương mặt thích chỗ nào? Bạn nó cười cũng đẹp. Cười cũng đẹp, trời ơi đã chưa. Thôi nói một câu gì, mỗi người nói một câu gì thật tình cảm xong mình tiến hành. Nói nhất nha.
Mình có quên bấm thì mình quên bấm, mình mất cỡ dữ lắm. Ở đây bấm là phải hôn nhau nha. Bấm là hôn môi nha. Bấm là yêu đương rồi. Không. Không. Bây giờ tôi nói rồi, nếu bấm á là phải hôn nhau thật sự trước mặt mọi người. Còn không thích là không có bấm, chứ không phải bấm ở đây là bấm chơi để đừng có mắc cỡ. Trời ơi, anh Hùng đi, cái mặt anh đỏ như không, nói rõ ràng như vậy. Có bà con làm chứng nha bà con. Rồi em nói gì một câu với bạn gái đi. Này nói câu này tôi thích lắm nè. I love you bác. Nói đi, nói là tôi chịu à. I love you. Trời. Được rồi, quay lại. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha, không phải chuyện giỡn chơi nha. Tính tới hôn nhân nha. Mà muốn vợ lắm sao? Nói từ nãy giờ không nói được một câu nào. 3, 2, 1. Rồi đó, tay người yêu. Làm gì bấm lẹ vậy? Ta chưa đếm dạ. Mà bấm rồi, đớ rung rồi. Dạ. Làm gì ta chưa có đếm mà bấm rồi. Cái phản xạ tự nhiên cái. Rồi giờ ôm hôn đi nào. Bắt buộc phải ôm hôn với nhau, bấm rồi là phải hôn. Nắm tay được. Không được. Vậy đứng đó hoài luôn. Nãy ta có giao kèo trước bà con làm chứng rồi. Bà con ta làm chứng rồi nè. Thôi em kiếm chỗ kính em hôn với. Kính gì mà kính? Ở đây à. Luật chơi nè, luật chơi là... Ủa có đi luật chơi hả? Này là có luật chơi đâu. Có. Thôi, có luật đó. Em nghe nói là lên đây không phải chơi. Em nghe vậy đó, không phải chơi. Lên đây là để tìm đối đúng tượng rồi. Kết hôn. Và bây giờ mình đã đồng ý đây là cái đối tượng tìm hiểu để kết hôn. Thì nụ hôn ghi dấu cái ngày đầu tiên gặp gỡ. Chuẩn. Chuẩn. Chị Tường nói mà không chuẩn sao được. Rồi bắt đầu. 3, 2, 1. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trời ơi, giỡn ra ga luôn trời ơi. Bây giờ em hôn lại cái coi. Đó. Vậy mình mới... Ê, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định xích roi đánh chồng. Xấu xấu nhưng mà kết cấu đẹp cũng được. Đi ra đường mà mặc quần đùi đi dép lê là em không có. Tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai thưa quý vị. Hả Mang. Mời bạn Nam. Mời bạn Nữ bước ra sân khấu. Rồi, bạn Nữ giới thiệu gì mình đi. Em tên là Hoàng Thị Minh ạ. Em năm nay 23 tuổi và em đang làm giáo viên mầm non quận 12. Em ở đây bao lâu rồi? Em quê gốc ở Thái Bình nhưng mà em đã chuyển về đây cùng với gia đình. Rồi, bây giờ mình nghe bạn Nam giới thiệu trước nhé. Mình sẽ tâm sự sau. Là em tên là Hoàng Trọng Khảm, năm nay em 31 tuổi. Em là kỹ sư xây dựng, em cũng vừa mới tốt nghiệp mà cao học. 31 tuổi? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ thì em có 2 mối tình rồi chị. Là tại sao lại chia tay? Thì nói chung là do bạn gái dữ quá anh. Dữ là dữ cỡ nào mà phải chia tay? Dữ cỡ như là ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định sẽ coi đánh chồng. Ồ, đánh bạn luôn hả? Bây giờ thì anh muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ, người yêu thì em muốn là cái thứ nhất là ngoại hình với lại khuôn mặt là dễ nhìn. Hoặc là xấu xấu nhưng mà kết cấu đẹp cũng được. Kết cấu là sao bạn? Dạ, kết cấu đây là tâm hồn đó chị. Chắc là chị lại đang nghĩ về cái khác nữa. Trước tiên là 23 tuổi thì cũng còn quá trẻ. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em mới có một mối tình ạ. Em yêu khi em còn là học sinh ạ. Nghe mối tình đó được 5 năm và khi cách đây 3 năm thì em chia tay bởi vì em phải theo gia đình vào đây. Em chuyển cùng gia đình vô đây luôn ở quê á hả? Dạ. Từ hồi vô đây giờ 3 năm mà không có đối tượng nào đeo đuổi mình sao? Cũng có nhiều đồng nghiệp hoặc là phụ huynh thấy dễ thương xong mà cũng giới thiệu nhưng mà người thì em thấy họ keo á. Còn người thì họ ít quan tâm với em lắm ạ. Keo hả? Dạ. Keo bo ấy. Bạn trai có keo không? Bạn trai có keo không? Dạ không chị ạ. Thế nào là keo bạn? Em không hiểu rõ nhưng mà có một lần em quen cái anh này mà anh ấy mời em đi ăn mà anh ấy chỉ trả có một nửa tiền thôi. Đó đó. Bạn trai nào chỉ cho tôi tới tôi coi coi. Ai mời?
anh ấy mời ạ. Nhưng mà rồi cái lúc đó là bạn xử trí thì sao? Em trả luôn cái suất ăn đó. Hôm nay cũng là nhiều tội tôi từng trải lắm mà tôi chưa hề thấy cái tình trạng này nha. Cảm ơn bạn cho chia sẻ một cái thông tin. Không, tôi nói là xài kiểu Mỹ đó em, mà nay nó trả mà. Mà Mỹ thì phải nói trước với nhau chứ, rủ như bên đây người ta không đem tiền theo sao? Đợi anh chứ. Sao? Hay da. Có mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, thì nếu như mà có cơ hội thì em sẽ mời bạn đi uống cà phê. Dạ. Trả mình thôi hả? Dạ không, trả luôn cho bạn. Chị thấy em rất là duyên dáng, rất là dễ thương, chứ tại sao em ế? Tại môi trường của em cũng ít tiếp xúc á. Hàng ngày em đi làm thì tiếp xúc với trẻ, đến khi về thì nói chuyện với phụ huynh rồi em về nhà thôi. Tối tới mà có tin nhắn hoặc là điện thoại tới là em biết ngay là phụ huynh gọi hỏi thăm bé thôi, chứ cũng không có ai gọi hết trơn á. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Anh ấy có chiều cao một chút ạ, khoảng 1m7 trở lên, ngoại hình ưa nhìn ạ, và một công việc ổn định ạ. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Đó là keo kiệt ạ, là sống không sạch sẽ, họ bề bộn ạ. Với lại đi ra đường mà mặc quần đùi đi dép lê là em không có. Có mang giày, cứ dép lê kệ người ta chứ, nhiều khi đi dép lê thoải mái có gì đâu mà em không thích. Như thế em thấy thể hiện một người đàn ông bê bối, anh đi ra ngoài họ không có chỉnh chu. Anh chuyên môn đi dép lê. Anh trai thì sao bạn? Xin lỗi bên đàn gái, bên đàn trai hơi bị đẹp trai à. Phải không? Đang học cao học à. Dạ, học sáng tốt nghiệp rồi ạ. À. Tốt nghiệp cao học à. Mặt đẹp trai nè, dễ thương, đàng hoàng, sạch sẽ, có giỏ hoa rất đẹp. Có nổ quá không vậy? Không, nói thiệt. Ủa em cũng đẹp chứ bộ anh. Ủa to đó, vỗ tay. Đẹp thì chị ghi nhận rồi đó, nhưng mình có tật xấu gì không? Em hay quên lắm chị, với lại nói nhanh. Đây là em lên em kìm lại nói nhanh chứ em nói khá nhanh. Em không có tính kiên trì. Làm cái gì mà gặp khó khăn em làm hoài cũng được là em bỏ. Sở thích bạn trai là gì? Dạ, sở thích của em là đá banh và em cũng thích nuôi chim. Thích loại chim nào? Dạ, những con biết bay thì em đều thích nuôi cả anh ạ. Những loại không biết bay? Dạ, những con không biết bay thì mình không thể nuôi được nó. Tại vì như con chim cánh cụt đó, nó ở Nam Cực lận. Dạ. Chắc anh đang nghĩ về con chim khác nữa. Anh nghĩ chim cánh cụt thôi. Bạn này hay đoán ấy người ta quá ha. Dạ, nhưng mà em đoán trúng chị ạ. À. Nhưng mà tóc này màu đen quá ha. Không, đẹp mà, sáng sủa mà. Dạ. Xà treo mút gì mà sao tóc láng quá vậy? Dạ, bữa nay được mới gặp trực tiếp chị, thực sự chị đẹp hơn ở bên khi em coi chương trình rất là nhiều. Định chặt chém khen câu cứng họng luôn rồi. Tâm lý quá ha. Nó nghe về chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì cưới liền được chị. Dạ thì nói chung là nhà cửa thì em đều có cả rồi. Rồi. Có thể là nhà to thì chưa có, nhưng mà nói chung là có dạ, nhà là có sung rồi. Sướng rồi. Ngon rồi. Dạ. Ngon rồi. Rồi công việc em cũng ổn định. Mình có tật xấu gì không? Công việc của em đi làm về mà mệt mỏi, ai mà hay cầm ràm thì em hay dễ nổi nóng lắm. Với lại em hát cũng hơi dở. Hát thử câu coi dở. Dở cơ nào, thích mấy người hát dở lắm. Dạ tại vì em đã coi chương trình này lâu lên em biết em nói hát dở thế nào, chị Cát Tường chị cũng bắt hát. Mà nếu như chị Cát Tường không bắt hát thì chị Cát Tường cũng mang trên đất. Cho nên là em cũng chuẩn bị sẵn bài hát rồi. Em xin hát tặng bạn bên kia bài một khúc trong bài Chim Trắng Mồ Côi. Cũng chim nữa ha. Thích chơi chim. Thích chơi chim, hát cũng có chim trong nữa ha. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cỏ anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Được, ổn. Đàn trai đúng là có tài thiệt, hát hay, nuôi chim giỏi. Ra đây coi nhà gái đi rồi nói chuyện. Nè em trai. Trời đất ơi. Sao mà người đâu mà dễ ghét dữ vậy ta. Giọng hồng giọng em rất đặc biệt nha. Giọng ngang lần là nhớ vụ. Tại người ta cứ nói em là đặc con gái miền Bắc á. Chắc là em thương yêu quê hương quá cho nên là không bỏ được cái giọng anh. Không bỏ giọng được à? Dạ. Giọng lạ nhỉ. Em thích lãng mạn không? Em thích con gái hầu như ai cũng thích lãng mạn cho anh. Thế là tình yêu mà nó khô queo, nó chán lắm hả? Dạ. Nếu như mà mình giận thì mình muốn bằng trai mình làm gì để mình hết giận? Em là một người không giận đâu rồi. Nói chuyện với em một chút là em hết giận. Nói chuyện gì mà dễ hết giận vậy? Chỉ cần nhắn tin là hỏi em đang làm gì hoặc là hôm nay có đi làm không là em hết giận. Chứ đừng có im lặng là em không thích những người rồi, như vậy quá đơn giản. Quá dễ luôn, có gì quá dễ. Được lắm ạ. À. Hôm nay bạn trai đi có ai đi theo ủng hộ mình không nè? Dạ bữa nay em đi có mẹ và em gái với lại hai người bạn em ngồi dưới ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Từ nãy giờ thì tôi nhìn bé bên này thì cũng thấy rất là dễ thương. Người thì khỏe mạnh, nói chung là mẹ thì nhận xét như vậy, còn thì tùy ý con thôi thì con quyết định. Chào bác gái đi. Con đầu tiên thì con chào bác ạ.
Hôm nay bác đi tới đây thì con nghĩ là nếu mà con có cơ hội được định tiến tới với anh nhà bác, con hứa mình sẽ cố gắng đủ khả năng của mình thì làm hay cho quá lớn. Sao bác ngọt ngào quá hả? Thế hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Này dạ em đi cùng chị gái em ạ. Chị ruột luôn hả? Dạ vâng ạ. Rồi chào gặp chị. Dạ. Theo như em nhìn bạn bên này thì cũng được, hiền, cũng gọn gàng, thương, nhưng còn để mà hai em đến với được với nhau hay không thì đó là quyết định của hai em. Như vậy là ý kiến người thân đều tốt hết. À, khoan, nhưng mà trước khi hai bạn nói chuyện với nhau, nãy giờ chị quên hỏi em một câu. Bạn trai là lớn hơn mình là 8 tuổi, em có thấy lớn quá không hay là vừa? Dạ không, bởi vì trước giờ em rất thích mẫu người lớn hơn em nhiều tuổi, tại vì người đó thì thường chững chạc hơn nên em thích người nhiều tuổi. Với nhau sao 7-8 tuổi là chuyện bình thường. Chúng ta kéo màn lên đi, đôi trẻ gặp mặt với sự chứng kiến của hai gia đình hai bên. Bữa nay anh tới chương trình có màn bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. À, em ở đâu nhỉ? Dạ quê gốc em ở Thái Bình nhưng mà giờ em đang sinh sống và làm việc quận 12. À, anh thì ở chỗ quận Thủ Đức, rất là gần cho em. À, tại em cũng ít đi nên là không biết nó có gần hay xa nữa. À, còn quê gốc của anh thì ở ngoài Nam Định. À vậy ạ. À, Nam Định là bên cạnh Thái Bình luôn ạ. À, ấn tượng đầu tiên là anh gặp em là anh thấy em rất là dễ thương. À, hiền lành. Nếu mà có thể yêu nhau thì bao giờ anh có thể kết hôn? À, tại vì anh cũng lớn rồi, ba mẹ anh thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên là anh muốn là trong cái thời gian sớm nhất. À, em nghĩ là khoảng dưới 1 năm. À, dưới 1 năm. Ừ. Tại em không thích yêu lâu, cảm thấy lãng phí thời gian. Anh thì nghĩ là 1 năm nó hơi dài, chắc anh nghĩ có khoảng 10 năm. Càng sớm càng tốt. Hai bạn là cùng chung họ Hoàng đấy, lại ở gần nhau nữa, còn thấy sao? Để mấy đứa thì bà ai giữ, tính luôn đi. Em là người khá thoải mái. À, giả sử như sinh con đi thì em thích con trai trước hay con gái trước? À, em thích con gái trước ạ. Ờ, à, cũng giống anh. À, nói nhiều rồi nhưng mà anh cũng muốn là đúc kết lại trong một hai câu hát của anh thôi. Là để thể hiện cái tình cảm anh dành cho em. Dạ. Bằng lòng đi em, ăn về quê đem lễ cau trầu. Mẹ cho lần hỏi kết hoa bằng thuyền cô dâu. Áo cưới hình đôi bồ cầu, khăn trắng nhiễu vàng mượt đầu. Nè, bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Mình cố gắng đưa chim vô động nè. Nó mới chịu. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Đáp trả lại bạn trai mình đi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và môi hôn ngưng. Thôi được rồi, như vậy là cũng tạm thời hiểu nhau rồi. Chúng ta sẽ đi đến quyết định xem có bấm nút hay không. Với 3 tiếng đếm, một bên là mẹ, em gái, một bên là chị và hàng triệu người đang nhìn chúng ta. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau thật chặt đi các bạn. À, gửi tặng các bạn những cái vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống của áo cưới Allen. Nếu như hai bạn có quyết định kết hôn. Chắc là 15 triệu này là của em rồi đó. Đó, anh hy vọng như vậy nha. Và gửi thư thiệp mời chúng tôi sớm nha. Hai bạn đẹp đôi lắm. Chúc mừng. Nào hãy giơ tay đi quay đi xem phim đi. Chắc em cam chịu. Trời ơi, thương tâm quá. Hello, chào em trai. Dạ, chào chị. Rồi, mình đang trò chuyện với chị Cát Tường nha. Dạ. Rồi, bây giờ nôn nóng lắm, muốn gặp bạn gái lắm đúng không? Dạ. Rồi, đợi chị Tường chút xíu nha. Dạ, rồi chị. Hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra rồi đó. Rồi, chào chị Cát Tường. Rồi, chào em, chào em gái. Hai bạn trẻ rất dễ thương của ngày hôm nay. Giới thiệu về bản thân của mình trước đi, em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Tuyền, năm nay em 24 tuổi.
Hiện em là nhân viên kho. Làm việc ở đâu em? Dạ em làm ở Tân Uyên Bình Dương, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng. À ở Bình Dương. Dạ quê em ở đâu? Dạ quê em ở Bình Dương. Quê Bình Dương luôn. Chào em tên dạ. gì? Chào chị Cát Tường. Em tên là Vũ Văn Sinh. Năm nay em Vũ Văn Sinh chị. Vũ Văn Sinh. Dạ. Năm nay em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm giáo viên quản nhiệm. Giáo viên quản nhiệm hả? Dạ. Giáo viên quản nhiệm là sao? Tức là mình quản lý gần như là 24 giờ học sinh ở trong lớp. Nãy em nói em tên là Sinh hay là Sinh hay là Sinh? Sinh chị, Sinh cốt đó chị. Hả? S-I-N chị. Xin, S, S, I, in, xin. Dạ. Ồ, tên rất là lạ, rất là đặc biệt ha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em gái là gì? Tính cách của em thì em hơi nóng tính. Với lại em ăn nhiều. Ăn nhiều. Ăn nhiều là mập ba, là béo phì á. Ăn nhiều mà không có mập. Ăn nhiều mà không có mập hả? Rồi, rồi còn ưu điểm, khuyết điểm gì nữa không? Em hay nóng tính, là mỗi lần nóng tính là ai nói gì em cũng không nghe. Rồi, em lúc em nóng quá thì em làm gì? Lúc em nóng quá thì em đi ngủ cho nó mất nóng. Trời đất ơi, hay vậy, nóng tính mà đi ngủ được luôn hả? Em bực mình, em giận nhà, em nóng quá em đi ngủ. Rồi cái chiêu này lạ nha, hồi đó giờ em có nghe ai nóng tính đi ngủ không? Nóng tính là chưa. Ta đi chơi ha, ta đi ra ngoài, người ta dạ. bỏ đi, người ta đập phá, người ta la hét. Thì nóng tính đi ngủ. Hay, hay, hay. Mà thường thường bao lâu em mới nóng tính lần? Hình như tháng nào cũng có hết chị. Tháng nào cũng có hết. Trời nắng hay trời mưa hả em nóng tính? Em thích là em nóng. Thích là gọi là nóng à? Vậy là cô này thích ngủ. Chung quy là cô này cô thích ngủ. Cho nên cô đổ thừa vô là cô nóng tính. Mà nóng tính là cô đi ngủ. Một ngày cô nóng tính hoài luôn là cô ngủ hoài luôn. Ghê không? Chắc em nghĩ hả? Em thì sao? Điểm yếu, điểm mạnh của em, ưu dạ, điểm, khuyết điểm của em là gì? Thì hiền lành, hiền siêng năng. Còn điểm yếu của em thì ít nói. Tình trường thì em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua một mối tình duy nhất thời sinh viên thôi. Lý do tại sao kết thúc? Cảm thấy là không hợp, cảm thấy là mình cũng không có thể tiến xa để kết hôn được, cho nên là chấm dứt sau 2 năm. Từ lúc đó tới nay là một mình? Dạ, một mình chị. Vậy là một mối tình duy nhất đó thôi? Dạ. Lý do gì nguyên một khoảng thời gian dài mấy năm sau này mà không có bạn gái? Kén chọn quá hay sao? Hay là chưa quên được mối tình đầu? Em nghĩ là nó cũng chưa có hợp. Còn bạn gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Chị, em trải qua 2 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình nào? Những mối tình đầu tiên đó chị. Quen được bao lâu em? Dạ, hơn năm. Hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Nhiều lúc là có hẹn với em, nhưng mà bạn của bạn đó gọi thì bạn đó lại chạy đi. Mà gọi là gọi đi chơi hay là gọi công việc? Chơi, ăn uống gì đó. Ủa gì kỳ vậy? Nhiều lúc thì bạn nó cũng dẫn em theo, nhưng mà em thấy là lúc bây giờ bạn nó ham cái tình bạn nó ham cao bạn bè hơn. Cho nên là hai bạn nghĩ là mình đã tới tuổi kết hôn chưa? Em nghĩ là sắp tới tuổi rồi. Tại vì bây giờ cũng 28 rồi. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái lý tưởng của em thì cô ấy hiền lành, cá tính xíu, nói nhiều và thiên về truyền thống. Nếu như mà nữ công gia chánh được thì càng tốt. Nữ công gia chánh, em nội trợ bếp núc gì được không? Không luôn hả? Rồi, truyền thống là sao? Ví dụ như cổ ăn mặc hơi nó sexy quá, tóc tai nhuộm màu rồi này kia vậy được không? Tức là không quá chị. Ví dụ như cổ đi chăm sóc sắc đẹp, đi sửa sắc đẹp rồi được không? Sửa sắc đẹp thì em nghĩ rằng là tất cả mọi thứ trên cơ thể mình thì để nguyên hiện trạng thì càng tốt. Để nguyên hiện trạng? À. Nhưng mà hiện trạng nó nhiều khi là người ta không ưng ý, người ta không thấy tự tin, người ta muốn tu sửa chút xíu cho nó đẹp hơn. Một mức độ nào? Không rồi, quá, này không trẻ quan mà thiệp quá sâu. À, không can thiệp quá sâu. Ví dụ như sao là sâu mà sao là cạn, nói thử nghe coi. Ví dụ sâu là cái gì là không được? Ví dụ như là bây giờ can thiệp về phẫu thuật một số cái bộ phận nào đó thì chắc bộ phận nào là sâu, bộ phận nào là sâu, ví dụ một cái coi. Vòng một là sâu. Bây giờ người ta nhỏ nên người ta phải làm, người ta bự ra chứ, để ai coi? Không, vậy mấy người là, coi mà. Không như là trước sau như một là... Bây giờ thí dụ người ta trước sau như một thì có cho người ta đi làm không? Đồng ý chị. Đồng ý. Sao em, mình có chỉnh sửa gì trên người chưa hay là giữ nguyên hiện trạng? Anh ơi, em cắt mí, em nâng mũi được không anh? Nâng mũi. Tất nhiên mũi thì anh nghĩ là không cần thiết em. Rồi người ta đẹp dí vậy, người ta muốn cao lên chút cho nó đẹp thì sao? Nên để vậy thì nó tốt hơn. Nói chung quy là nên để nguyên hiện trạng. Ngoài tiêu chuẩn nó còn gì nữa không? Cao thấp mập ốm như thế nào nữa không? Ngoài thì
cứ nhìn thôi là da trắng. Tất cả những bộ phận trên cơ thể thì không khiếm khuyết gì là được. Em thích da trắng, bây giờ bạn gái em đen, bây giờ xin em đi tắm trắng được không? Được chị. Được. Ổng thích trắng thì người ta đi tắm trắng ổng cho. Bây giờ ngực người ta nhỏ, giờ ta xin ổng đi nâng ngực cho không? Nâng ngực cho chị. Cho luôn hả? Vậy là được, chưa đến nỗi nào đâu em. Về tút hết cho chị. Em thích người bạn trai như thế nào? Không gia trưởng. Không gia trưởng. Không quá hay nghiêng. Em có ghen không? Có gì. Ai cũng ghen lắm, ăn thua mức độ như thế nào thôi. Chút nữa mình hỏi nha. Ghen quá cũng nguy hiểm lắm á. Còn gì nữa? Em thì em thích đi du lịch, cho nên em muốn người bạn trai của em, một á là đi du lịch chung với em, hai á là em đi với bạn em, nếu như mà không đi thì đừng cản. À, sao em chọn phương án nào? Cổ thích đi du lịch, một đi theo cổ, hai để cổ đi chứ đừng cản. Nếu như mà sắp xếp được thời gian thì hai người cùng đi. Còn gì nữa không? Về ngoại hình tiêu chuẩn em có cái mẫu người bạn trai lý tưởng như thế nào không? À, không quá mập. Không quá mập, rồi cho em ốm nhom luôn. Em thích mang giày cao gót, cho nên em muốn bạn trai em phải cao một tí xíu. Cao làm cao bao nhiêu? Trên 1m7. Trên 1m7, em cao mét mấy? Mét 69 chị. 69 được rồi, thiếu con phân à. Anh này anh kêu đòi giữ nguyên hiện trạng các bộ phận trên cơ thể. Em cảm thấy em không có hài lòng cái điểm nào nhất trên người của mình? Em thấy cũng nhiều điểm lắm chị. Ví dụ như da nè, ngực. Da nè. Sao? Da thì em thuộc dạng da ngâm, không phải da trắng. Ngực em thì cũng không có được bự lắm. Và em có muốn làm nó bự không? Muốn chứ chị. À, còn gì nữa không? Mắt không được hai mí rõ, cho nên em muốn mí. Sao em muốn tờ lưa vậy? Để coi, chị ngắm nghía coi nha. Theo chị nghĩ là em rất đẹp rồi. Da ngâm, mạnh khỏe. Vòng 1 vậy cũng đủ xài rồi. Mắt như vậy có duyên, không có cần thiết phải cắt, phải bấm gì đâu. Đó là ý của chị Tường thôi. Thôi bây giờ vậy, coi hình đi, để phỏng đoán chút xíu. Wow. Chọn đi, trong 4 anh này, chọn anh nào? Chọn đi, trong 2 cô này chọn cô nào? Chúng ta chỉ có 3 giây để chọn. Sao mặt em buồn vậy em? Em nghe bạn gái là cần phải trùng tu cái em buồn hả hay sao vậy? Em có thể miêu tả tấm hình có 2 người à, em cứ đoán đi, hồi nãy giờ nghe người ta giới thiệu rồi đó. À, da ngâm đó, trùng tu ngực nè, muốn đi cắt mắt đó là mình có thể nhìn được rồi. Bên đây, đoán là ảnh chưa? Em đoán là cái anh áo trắng. Tại sao em đoán anh đó? Ảnh làm thầy để coi. À, làm thầy là đoán anh áo trắng đó hả? Áo trắng là làm thầy đó hả? Ừ, đoán hay quá. Cầm đi cưng, lát kiểm tra coi mình đoán đúng không. Ra chưa? 1, 2, 3. Lý do tại sao em chọn cô đó? Linh tính vậy. Linh tính, rồi cầm đi coi linh tính hôm nay mách bảo có đúng hay không nha. Xin mời quý vị chúng ta hãy xem hai bạn này có linh tính, cái cảm tính đầu tiên dành cho nhau có đúng hay không. Xin mời hai bạn hãy kiểm tra xem đúng hay không nè. Chào em. Ai đúng ai sai? Em có vẻ chứ em sai một xíu đúng không? À, anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh. Trời ơi. Em có thích đọc sách không? Dạ cũng có anh. Tại vì cuốn sách này anh cũng mới mua, đọc chưa có hết những câu chuyện ở trong đó, mà hy vọng rằng là trong khoảng thời gian mà chúng ta gặp nhau ở đây thì về em sẽ đọc những cái câu chuyện trong đó, rút ra những cái kinh nghiệm sống. Và hy vọng rằng là nếu như mà chúng ta có cơ hội thì sẽ viết cho nhau một trang sách trên con đường của chúng ta lựa chọn. Wow, có cái gì đó ghê ghê, chú nổi da gà rồi kìa. Người tặng sách, người tặng viết. Sao tặng sách vậy? Em nghĩ là sách là đúc kết những cái câu chuyện ý nghĩa của cuộc sống và ấy ta... Dạ, chứ không phải hồi nãy mới nói tại mua sách mà chưa đọc hết rồi thôi lấy tặng cho người ta cho người ta đọc hả? Nói đùa thôi, hai bạn này nói chung là cũng có một cái sự trùng khớp nhẹ với nhau rồi đó. Thấy em đoán đúng hay đoán sai? Dạ, đúng. Đúng rồi, mà giờ em đoán sai em phải bị phạt chứ, đúng không? Tự nhiên thầy giáo mặc áo trắng, trời ơi. Giờ muốn phạt cổ gì đây? Chắc là để sau đi. Sau là sao? Phải phạt liền chứ sau gì, binh giật cái gì? Em có thể thể hiện được cái năng khiếu gì không? Em có thể hát được không? Được, nhưng mà chị đề nghị em đứng lên đây em hát, để cho ảnh có thể nhìn lại cái body của em, sao em mới quyết định là có cho em đi trùng tu hay không. Mời em ra đây. Chắc đó là hình phạt từ đầu tới cuối đó chị. Ra đây. Một đoạn thôi, bài gì cũng được. Nhìn khán giả đi cũng được. Cố lên em. Cố lên em.
Từ khi quen anh phút ban đầu, cuộc sống em khác xưa nhiều lắm. Cho em cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Em biết quý trọng từng giây phút khi có anh bên cạnh. Gặp được anh là điều vô giá nhất trong em hằng mong. Trời ơi, gặp anh là điều vô giá nhất trong em hằng mong. Rồi, về chỗ phát biểu cảm nghĩ. Hát hay. Vụ kia kìa, vụ kia kìa. Dạ. Vụ kia. Dạ, em thấy bạn gái xinh. Có cần đi tàu trùng tu không? Hiện tại bây giờ em nhìn ra thì chắc là để nguyên hình trạng không có thay đổi. Để nguyên hình trạng không thay đổi à? Anh ơi, em xài đồ giả không ạ? Phải trùng tu nó mới được nguyên trạng vậy. Thôi cái chuyện đó lát hai người tự bàn nhau đi nha. Tôi trùng tùng hoài hồi tôi mệt quá thì cái mệt mỏi ghê. Xin mời hai bạn hãy thưởng thức món cá hồi nướng của nhà hàng Rooftop BBQ. Một món ăn rất là ngon, trang trí rất là đẹp mắt nha. Vừa ăn chúng ta sẽ vừa trò chuyện với nhau á. Hỏi hết đi nha, cái vụ trùng tu gì đó nha. Nói đi nha. Chứ để hồi là cổ nói với chị là ngày mai cổ về cổ đi trùng tu luôn đó. Rồi, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Vừa ăn vừa trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, ga lăng lên. Vô. Mời em. Dạ, em mời anh ăn cá. Hiện tại thì em đang làm việc ở đâu? Em làm việc Bình Dương anh. Ở Bình Dương thì cũng hơi xa tại vì anh ở quận Tân Bình. Ăn uống anh có khó lắm không? Anh thì cũng không có kém gì, gì mà anh có. Ví dụ như em không biết nấu ăn thì giờ anh có nấu không? Anh có thể phụ được, anh nấu thì anh cũng làm được, cũng không phải là dở. Không phải là dở nhưng mà có ngon không? Cũng được, khá ngon. Nếu như mà mình có thể dành thời gian á, ví dụ như là muốn đi du lịch xa đó. Anh đi du lịch lớp, đi du lịch xa thì mình nghỉ phải được một vài ngày. Thì nếu có thể thì sắp xếp như thế nào? Bình thường là em đi du lịch em sẽ đi từ 2 tới 3 ngày. Nếu mà chúng ta có cơ hội á, thì em nghĩ rằng em có thể về miền Trung được không? Về Hà Tĩnh được không? Anh quê Hà Tĩnh hả? Hà Tĩnh. Một năm anh về quê bao nhiêu lần? Anh có dịp Tết với hè thôi, hai dịp. Anh còn mẹ nhưng mà mẹ thì cũng hiền lắm. Em cảm nhận anh về anh như thế nào? Em thấy anh rất là rụt rè, hơi là rè. Anh ít nói lắm. Cũng hy vọng là nếu như mà hy vọng là em nói nhiều hơn xíu thì bầu trời cho nhau. Em nói nhiều có khi nào mà anh nghe em nói nhiều anh ghét anh bật của anh like không? Chắc không có đâu, nói gì nằm trong tầm kiểm soát thì chắc là không có đâu. Sao, đồ ăn ngon không? Cá nướng ngon không? Em thấy cá nướng rất là ngon. Rất là ngon ha. Nhưng mà tâm sự với ảnh cũng rất là ngon luôn. Bây giờ Tường hỏi hai bạn nè. Cũng với em muốn là bao nhiêu lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được? Em muốn kết hôn vào năm 25 tuổi. 25 là năm sau rồi. Em là trong nhà có mấy anh chị em? 6 người con trai. 6 trai? Có gái không? Không ạ. 6 trai không luôn á? Không. Wow, vậy là rất thích có dâu. Chứ em về làm dâu được không? Hiện tại là nhà em có hai chị em gái. Mà chị em lấy chồng rồi. Nên là nhà có một mình em thôi. Anh có ở rể được không anh? Hiện tại á, có thể là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đây luôn. Cho nên là cái đó thì có thể lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em này là ở Bình Dương luôn. Thế bây giờ hai người hẹn hò sao? Những khoảng thời gian nào mà thí dụ như là thứ bảy chủ nhật anh nghỉ thì anh sẽ liên hệ với em. Chúng ta gặp nhau trong khoảng thời gian đó. Ví dụ như mà một cái dịp lễ nào đó, em thấy người ta đi ra ngoài có đôi có cặp, em cũng muốn, thì anh có sắp xếp thời gian được không? Được. Tức là ngày lễ thì được. Em thấy có nhiều ngày lễ là không có được nghỉ. Ví dụ như là 14 tháng 2 hay là 8 tháng 3 thì cũng đâu có được nghỉ đâu. Những cái ngày lễ quan trọng á, do đặc thù công việc anh không thể là tới được. Tuy nhiên thì anh sẽ dành một ngày khác bù đắp cho em. Thôi đừng làm khó anh quá nè em. Để chị giúp em là phải biết nói chuyện. Em ơi, ngày nào cũng đối với anh cũng là ngày 8 tháng 3. Em mà quen anh rồi là ngày nào với em cũng là ngày lễ tình nhân. Bởi vì lúc nào anh cũng hướng về em. Trời ơi, ổng kìa, ổng chậm ghê luôn mà ổng hiền ghê nữa. Rồi bây giờ mời em bóc một cái lá bài. Đọc lớn lên, đọc cho bạn gái nghe. Điều điên khùng nhất em đã từng làm là gì? Kiểu điên khùng nhất mà em đã từng làm chắc là em đè con nhỏ bạn thân của em ra em quấn. Trời, hết hồn. Tôi tưởng đâu em đè nhỏ bạn thân em ra em hung. Thế ra đè ra quýnh hả? Bạn thân em nay có đi không? Có. Ủa đâu đó hả?
đem ra quýnh hai em. Quýnh dữ không? Trời ơi, mốt em đè lại em hung cho chị là sợ chạy à, làm hú hồn. Rồi bây giờ mời em đè bạn thân ra quýnh ha, mai mốt đè anh này ra quýnh nha. Chưa, anh hãy thể hiện sự ga lăng của mình bằng một hành động ngay tại đây. Anh đút cho em. Mình làm đi đâu cần nói đâu trời, thiệt chứ mình phải tấn công ồ ạt. Mình ga lăng là mình phải tự làm chứ em. Ừ, còn hỏi gì nữa. Em cảm ơn anh. Được không em, ga lăng vậy được chưa? Có cố gắng, thôi kệ, chấp nhận. Về vị trí đi đồng chí. Tôi phải dí đồng chí này thêm cái nữa mới được. Cho ổng thêm cái nữa cưng. Nếu như mà mẹ em với anh mà có xảy ra mâu thuẫn á, thì anh sẽ đứng về phía của ai? Thế này thì anh sẽ không có nói trực diện giữa hai người, nhưng mà anh sẽ nói chuyện với em trước, xong rồi nói chuyện với mẹ của anh, xem là cái mâu thuẫn đó là gì, xong rồi anh sẽ dung hòa cái mối mâu thuẫn đó. Nếu như mà mẹ anh sai thì anh sẽ khuyên bảo mẹ, còn nếu như mà em sai thì em phải sửa. Ví dụ như cái lúc mà em đang xảy ra mâu thuẫn với mẹ anh á, lúc đó em đang nóng quá nóng thì anh do giải quyết như thế nào? Thiết nghĩ là em nên kiềm chế. Cái lúc đó mình đang bực mình mà làm sao mà mình kiềm chế được anh? Tất nhiên là anh sẽ can thiệp liền. Nhưng mà cái lúc đó em đang nóng, em đang không có chịu nghe lời ai hết á. Anh phải đợi lúc nào mà em bớt nóng thì anh nói. Nếu mà như vậy thì anh nghĩ rằng là em nên sửa một xíu cái tính cách của mình. Về đằng ngoại hoặc là đằng nội á thì rất là quan trọng, em phải tôn trọng từ hai phía. Anh cũng vậy. Mâu thuẫn xong rồi mỗi người đi một nơi thì cứ đợi em bớt lại, em bớt nóng lại rồi đi. Vậy anh nói là lúc mà anh ở đó mà anh có nhìn thấy là em với mẹ anh mà có đang bất hòa thì chắc chắn anh sẽ ngăn chặn cái điều đó lại. Đó là chắc chắn. Mà thật sự là em cũng phải nên kèm cái tính nóng đó lại, bởi vì chúng ta có thể nóng với những người ngang hàng, đồng nghiệp với người kia, chứ không ai nóng với cha mẹ của mình. Trả lời như vậy chị rất là đồng ý. Em cũng đồng ý. Đó, rồi. Thôi bây giờ đừng cho bốc lá rồi, trời hỏi lại bạn nữ nè, để em thôi không công bằng. Hãy kể những thói quen lúc ngủ của em. Hãy kể những thói quen lúc ngủ của em. Em ngủ thì có một cái tật xấu là em hay lấn người kế bên. Thường em đang ngủ với ai? Em ngủ với bạn. Ngủ bạn em mà lấn bạn em kế bên rớt xuống giường luôn. Không có nằm trong tóc đó chị. Còn gì nữa không? Em mà ngủ mà ai kêu em dậy là em hay bạo lắm. Thấy cái mặt em bởi vì lầm lì lì ghê quá, quạo thiệt. Thôi tôi cho cổ đi cắt mắt đi. Cổ mắt cổ vậy nè, lầm cho tôi nhìn tôi còn sợ nữa. Nói một câu tỏ tình với chị đi, cho chị đừng ăn hiếp nữa nè. Chúng ta gặp nhau ở đây á thì cũng thời gian ít, để hiểu nhau nhiều hơn á thì còn phải có một khoảng thời gian dài. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ bước trên con đường. Anh chàng này có cặp mắt đẹp lắm đó nha, cặp mắt đa tình lắm đó. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận được cô gái này như thế nào? Hiện tại trong lòng em có rung động gì không? Có chút cá tính, thẳng thắn. Có vẻ như là cũng chưa có hiền lắm. Không có hiền hoàng em. Cảm xúc của em bây giờ ra sao? Sao ấy hơi ít nói. Thấy cũng được. Thấy cũng được. Mà đừng có ăn hiếp người ta quá nha. Nếu mà mai mốt lấy nhau về đi, mà giờ cô bé này ăn hiếp em quá thì em làm gì? Chắc em cam chịu. Trời ơi, thương tâm quá. Một chàng trai bị vợ ăn hiếp mà cam chịu. Trong chương trình Hẹn Ăn Trưa ngày hôm nay, tôi mới có được một khái niệm mới. Có những chàng trai sẽ cam chịu khi sống bên những người vợ hung dữ giống như tôi. Mừng quá. Thôi nói đùa thôi. Bây giờ thì đến cái lúc quan trọng nhất ha. Hồi nãy giờ chị Tường cũng cho hai bạn khá nhiều thời gian để mà mình có thể tâm sự với nhau, mình tìm hiểu nhau. Cái lần đầu tiên gặp mặt mình có cái cảm xúc gì dành cho nhau hay không, mình có thể đưa ra cái quyết định của mình. Sau khi chị Tường đếm từ 1 đến 3, hãy đưa ra quyết định của mình nhé. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại. Nhớ nhá, nếu như chúng ta có rung động chúng ta mới bấm. Không rung động là không bấm, không vì bất cứ một lý do gì cả. 1 2 3 Nhưng mà nhớ bớt ăn hiếp người ta nha. Yến thiệt mà chị. Ừ. Rồi qua nắm tay nhau đi, về một nhà đi nè. Nắm tay nhau đi hai bạn. Chàng trai này rất hiền lành, chân chất ha. Cô gái này rất là dễ thương. Cố gắng nha. Rồi hai bạn ơi, hãy dành tặng nhau một nụ hôn đầu tiên trong ngày đầu tiên gặp mặt. Mạnh dạn lên.
hiền thôi chứ cái đoạn hôn không có hiền nha. Rồi chúc mừng hai bạn, nếu có tin vui gì nhớ báo cho chị Tường nha. Dạ. Cả nhà ơi, như vậy là bữa nay bà Mai lại mát tay rồi, là mai mối được một cặp nữa rồi, vui quá đúng không ạ? À, chúng ta sẽ chia tay ở đây và hẹn gặp lại vào hẹn ăn trưa của ngày mai quý vị nhé. Chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 10 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Em cắt sừng nữa hả? Dạ, dạ. Mà cái sừng này ngắn ha, mới 4 tháng thôi. Nhưng mà 4 tháng thì nói chung em là người thiên về tình cảm, nên đôi lúc là hơi bị sốc. Bởi vậy hình như khoảng 10 năm rồi em chưa quen ai hết. Cái gì? Em nghĩ là khi nào nữa em mới tới tính tới chuyện lấy chồng? Dạ chắc tầm 30-35. 30-35 mà năm nay nhiêu rồi? Dạ mới 23 thôi. Trời ơi. Mới có 23 hà. Trời chắc mệt rồi nha. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình ghép đôi thần tốc phiên bản kết đôi như ý. Xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Thưa quý vị, cứ mỗi tuần thì chúng ta sẽ gặp nhau tại sân khấu của ghép đôi thần tốc. Và nhiệm vụ của ông Mai và Mối là làm sao kết đôi được cho 4 người cùng tham gia chương trình. Ông Mai mới vô nghề mà mát tay dữ lắm. Hôm nay mấy cặp nè, phán cái coi nè. Hôm nay là 2 cặp. 2 cặp. Yeah. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào đón quý vị đến với 2 bạn nam của chương trình. Wow, hoành tráng quá, hoành tráng quá, yeah. Và bây giờ 2 bạn nữ đến chương trình ghép đôi thần tốc, xin mời. Bên đây mùa xuân dạt dào luôn nha. Như vậy tất cả các bạn đã vào vị trí rồi thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu đầu tiên của 2 chàng trai của tôi. Anh chàng ghế màu xanh trước nha. Dạ em tên là Võ Đại Nghĩa. Năm nay em 33 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh sale cho một công ty thép phong rỉ. Dạ, dạ. Lanh lắm đúng không? Lanh thì có lanh nhưng mà hơi nhát gái một chút chị. À lanh có lanh, nhát gái mới nhờ tới chị Tường chứ không tự sale bán mình luôn rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Nghĩa? Dạ điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, ham học hỏi. Điểm yếu của em là sống theo thiên về tình cảm nhiều quá, hay do dự vấn đề. Tại vì là em làm một cái gì đó thì em suy nghĩ rất là lâu. Nhưng mà khi em đã quyết định em làm rồi là làm tới luôn. Mặt chưa vui lắm nha. Tôi lên mới có vợ. Rồi bây giờ bạn nữ ghế màu xanh đây là làm cho bạn nam màu xanh vui vui chút nè. Rồi, tự giới thiệu mình đi em. Dạ em tên là Đoan Hiếu nhưng mà mọi người thường gọi em là Helen. Thì em 23 tuổi. Em hiện tại là công việc là trợ lý giám đốc. Mặt cũng chưa vui mấy luôn á. Dạ em nhìn răng á cho nên là em không cười lớn được. Không kệ, thoải mái. Em phải tự tin vào mình. Dạ, giờ điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh thì chắc là em giỏi ngoại giao. Còn điểm yếu thì tính em hơi nhạt xíu. Hơi em hơi nghiêm túc. Sao? Hơi nhạt kiểu là trong một cái cuộc vui này nọ, mọi người nói đùa, nói cười vừa thì em hơi kiểu hơi lặng. Rất đẹp gái nha, hai cô rất đẹp, tự tin lên cơ. Cười các anh à? Không dám cười. Anh quỷ xứ ác vậy. Bây giờ chị đến với chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Rồi em trai tên gì nè? Dạ em tên Nguyễn Hàm Giang Bảo Thiện. Thiện là năm nay nhiêu tuổi Thiện? Dạ em 38 tuổi. Đang làm công việc gì cơ? Dạ em nhân viên văn phòng. Bây giờ nói một chút xíu tới điểm mạnh điểm yếu của em nè. Dạ em thì xưa giờ em rất thích thể thao nên em chơi khá các môn. Vô địch cầu lông, bôi. Trời ơi, vô địch luôn á hả? Công ty thôi chứ không có đánh giải lớn. Công ty có mấy người? Dạ chắc cũng 50-70 người tham gia. 50-70 người cũng là hay lắm rồi. Hay lắm rồi. Còn chơi gì nữa không? Dạ thể thao với lại rảnh thì chơi game. Tại vì cũng không có bạn nên cũng với lại em không có thích nhậu nhẹt nữa. Ba mấy tuổi mà còn chơi game nữa. Rồi điểm yếu? Dạ điểm yếu hả? Yêu với lại quan tâm nhiều quá thì tuy là đó là điểm mạnh nhưng mà khi có cái chuyện gì thì nó cũng là gây cho em cái sự sụp đổ. Là mình là người lụy tình á hay là gì? Dạ, có thể gọi là vậy. Phải có ai trám vô hoặc là chứ không là nó... Ủa trám vô là sao? Tình yêu sẽ trám vô trái tim. Bị lỗ hổng. À bị lỗ hổng trong trái tim đúng không? Hy vọng hôm nay sẽ có người trám được cho em nha. Tôi
từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Dove 2-in-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1 giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-in-1 mới. Bây giờ tới em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Dương Phúc. Em sinh năm 96, 25 tuổi. Hiện tại thì em đang ở Đồng Nai. Em cũng mở một cửa hàng về kinh doanh dịch vụ làm đẹp cho phái nữ, cũng ở Đồng Nai luôn. Mà anh thấy cái món quà em đem tới là một cái bánh kem, cho anh hỏi là cái bánh kem này là xuất xứ như thế nào? Dạ, lý do là tại vì ngày mai là sinh nhật tròn 25 tuổi của em. À, sinh nhật em luôn á hả? Dạ, cho nên là mang bánh kem thì cũng hy vọng là sẽ có người ăn cùng. Chị hy vọng rằng là sau buổi ghi hình này em sẽ có người cùng thưởng thức cái bánh kem này và chúc mừng sinh nhật em nha. Dạ, cảm ơn chị với anh Đạt chúc sinh nhật em trước ha. Dạ, cảm ơn anh chị. Trời ơi, dễ thương quá à. Rồi bên đây cũng là một cô gái niềng răng nữa luôn đúng không? Dạ, chị nãy giờ nói chuyện nhỏ xíu luôn à. Rồi, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em học hỏi cũng nhanh, nấu ăn thì cũng được. Còn điểm yếu của em thì em rất là mau quên. Ví dụ như em muốn ra ngoài đường thì em có khi em phải đi ra đi vô mấy lần em mới đi được. Kiểu quên điện thoại, quên cái chìa khóa, đồ này kia. Dạ, chìa khóa, đồ vậy đó. Sau màn giới thiệu á Tường, em thấy hy vọng lắm luôn nha Tường ha. Tôi giờ tôi muốn nghe tình trường của các anh ngồi ghế đỏ trước gì mà trám vào lỗ hổng của trái tim đó. Để tôi coi coi ảnh cần gì mà ảnh trám ở trong. Dạ thì em cũng 17 tuổi biết yêu rồi. 17 tuổi biết yêu là giờ yêu 21 năm rồi hả? Tính ra thì em chỉ yêu chừng 16 năm thôi, nhưng mà có 3 mối tình rưỡi. Cái gì có rưỡi ở trong nữa? Dạ tại có bạn kia mới quen có vài tháng, 2 tháng hơn, bạn đòi lấy em, cái em cũng sợ quá. Thế nên thôi mình dừng lại. Ủa cái mối đó là mối thứ mấy? Cái mối rưỡi đó là mối thứ mấy? Dạ mối thứ nhì, nếu mà mình tính là vậy là mối. Khúc đó là nhiêu tuổi? Mối tình đầu của em thì em từ 17 đến 27 tuổi, 10 năm. Cái mối rưỡi đó đó, lúc đó là 27 tuổi là lấy vợ được rồi, sao không lấy? Dạ thì tại vì em có phân tích với bạn đó là mới có 2 tháng rưỡi rồi, đâu có biết gì tính nhau đâu. Mà bạn nó đòi lấy? Dạ thì bạn nó nói sao? Thì bạn đó chắc tại thấy em cũng ngon đẹp quá trai. Thấy em cũng ngon quá nên thì bạn đó đòi lấy, thì em phân tích bạn đó là nên bình tĩnh, nam một đời vợ thì không sao nhưng mà nữ một đời thì rất là khó. Đúng đúng rồi. Dạ mới 2 tháng rưỡi lỡ anh có cờ bạc hay là vũ phu hay là cái gì đó khác chưa có hiểu. Dạ em nói là thôi để 2 tuần suy nghĩ đi rồi mình nói lại vấn đề này nếu em muốn điều đó nữa. Sau 2 tuần thì bạn đó cũng gặp, bạn đó nói là em thấy anh nói đúng thì em để chuyện đó từ từ, chuyện nào đến thì đến. Thì em cũng nói là tại cũng vì cái lý do mà 2 tuần đó đó thì anh có cái quyết định là nên dừng lại. Tại vì trong 2 tuần đó em không có nhớ bạn đó. Không có tình cảm, không lẽ mình nuôi dưỡng cái gì đây nên như vậy là trong 2 tuần đó em vẫn nhớ tới cái mối tình cũ 10 năm. Dạ không. 1 năm hơn thì em mới gặp cái bạn 2 tháng mấy đó. Vậy thì cái mối tình mà 10 năm đó đó thì lý do làm sao chia tay? Dạ thật ra em là cao tới 2m1 lận. Tại vì cái gì mà cao 2m1? Dạ tại em có cái sừng. Em có cái sừng. Em có cái sừng. Một nỗi niềm. Mà em phát hiện ra hay là dạ bạn kia chặn em thì em mới phát hiện ra. Cái bạn trai kia chặn em luôn? Dạ. Chặn em làm gì? Thì ý là chặn hỏi bạn gái là sao như vậy các thứ. Em từ nhiếp chính mà thành phi tần luôn rồi cái là em thấy em vậy là em tự thì, em tự lui cung luôn hả? Dạ không, thì ba mặt một lời nói chuyện thì ra thì 3 năm. Trời ơi, em quen người ta 10 năm mà người ta quen anh đó 3 năm rồi. Dạ thì vậy 3 năm đó em mù lò hay gì mà em không em biết? Em có một thời gian em đi nước ngoài em làm việc nên không phải là vì đi nước ngoài mà cô ấy vậy, mà trước đó là cô ấy đã vậy rồi. Rồi xong thì mình cũng vì sự nghiệp thì mình đi đã rồi kêu em về, năn nỉ em về. Tại vì giận anh kia mới kêu em về. Trời ơi, em cũng dễ dãi quá ha. Dạ. Nhưng mà em cao mét mấy? Dạ 6'7", 6'8". 6'7", 6'8" mà mắc gì tới cao cái sừng luôn tới 2m1 dữ vậy? Tại 3 năm.
Sừng đó nuôi tới 3 năm là. À, cái sừng nuôi dài quá hả? Chứ người ta thường có mấy tháng em 3 năm. Rồi còn hai cái mối tình sau đó, sau cuối này, cái thì, cuối này có cái gì đặc biệt không? Cái giữa thì là cô kia đi Mỹ thì mình không nói thì người ta chọn đó. Còn cô cuối thì quen 3 năm xong cổ nói là cổ chưa có suy nghĩ đến chuyện chồng con. Là cổ nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 99, sinh năm 99. Ai biểu ham của lạ, ai biểu ham của lạ, ai biểu ham trẻ anh chi. Nhưng mà tại cổ làm quen em chứ em đâu có làm quen. 38, 30 tuổi. 35 lúc đó. 35 tuổi thì người ta kiếm 30 người ta quen, người ta cưới được rồi, ai biểu quen chi mà mới lớn chi rồi. Rồi sao thì, quen được 3 năm? Dạ. Thì cậu nói cậu không muốn tốn thời gian của em nữa. Hay là bị cấm sừng nữa mà không hay. Em cũng nghi nhưng mà em không hỏi. Thì khi mà người ta đã nói lý do đó thì mình không nên nói thêm cái gì nữa. Không lẽ giờ em có người mới hay là cái gì thì cũng đâu thay đổi được gì đâu. Bây giờ rút được một cái kinh nghiệm gì? Thì người sau mình sẽ yêu hơn người trước nữa. Cái gì kỳ vậy? Hoài vậy? Thì chứ không để người ta thiệt thòi. Sao hồi trước anh yêu cô kia vậy mà tới em thì... Nhưng mà bây giờ yêu nữa thì yêu bao lâu rồi? Có chuyện nào cả hỏi cưới? Dạ, em nghĩ thì tại cái tuổi em cũng nó đẹp rồi nên chắc 2 năm là cùng nha. À, còn 2 năm là cùng. Năm sau em thích năm sau hơn. Hy vọng cho em năm nay có chỗ lấp đầy cái lỗ trống, là cái lỗ trống của trái tim chứ không phải lỗ trống của những hình bóng trước. Yeah, đúng không? Yeah, đúng. Còn anh là yêu ai cũng như mới yêu lần đầu. Yeah. Và yêu ai cũng là cuồng nhiệt và yêu ai cũng hơn cái mối tình trước, phải không? Dạ, chính xác. Kiểu mẫu của người phụ nữ mà em dễ có tình cảm là kiểu sao, để bên đây có không nè? Tuổi thì không vấn đề nhưng mà nên trưởng thành, ngoan với hiền. Mẫu người muốn lấy chồng. Nói đi chứ để không. Dạ, mẫu người muốn lấy chồng. Ừ, chứ bây giờ người ta đủ hết trơn mà người ta không muốn lấy chồng là mệt nữa. Dạ, ngoại hình sao nè? Dạ, ưa nhìn dễ thương là được rồi chứ. Trời ơi, đây đẹp không luôn á. Dạ, vậy nhưng mà... thì em đang lên đẹp. Bây giờ thì anh ghế màu đỏ đã tâm sự những cuộc tình của mình. Thì bây giờ tới em đi. Dạ, em thì có hai mối tình. Một mối tình 3 năm và một mối tình 2 năm. Ừ. Mối tình đầu là 3 năm. Dạ. Mối tình đầu thì lúc đó cũng nhỏ cho nên là chưa xác định tương lai cho nên là thôi không quen nữa. À. Dạ. Mối tình thứ hai thì được 2 năm là do xảy ra nhiều mâu thuẫn mà không có tiếng nói chung nữa cho nên là tụi em cũng quyết định thôi. Cái mối tình thứ hai là 2 năm lúc nào? Năm 2018. Vậy là chia tay cũng được 1 năm rồi. Dạ, đúng rồi. Khi mà chia tay người bạn thứ hai thì bây giờ cảm giác thế nào? Có bị cô đơn hay là trái tim có bị lòi lỗ gì không? Dạ không ạ, em thì không có bị cấm sừng hay gì hết. Chỉ là không hợp nhau nữa thì thôi. Cái gì mà cao 2m1? Dạ, tại em có cái sừng. À, dạ, cho nhắc vô nỗi đau bên đây làm chi vậy? Bây giờ em có sở thích cắm hoa, cắm... Dạ, em chỉ có cắt sừng thôi chứ không có cắm đâu. Dũa sừng nhiều người khác. Dạ, đúng rồi. Mẫu người đàn ông mà em hướng tới về ngoại hình á thì em thì thích là cao khoảng 1m72, tại em cũng cao 1m6 thì em muốn cao tới 2m1. Dạ, nói chung là thì sống mấy không sao. Em thích bạn ấy có vai rộng, tay to, nói chung mà nhìn khỏe mạnh. Vấn đề bây giờ chị hỏi ngược lại một câu là em muốn lấy chồng chưa? Bao nhiêu lâu nữa thì em kết hôn được? Em thì cũng tính 2-3 năm, nhưng mà đừng có hối quá. Cũng được, ba mình trả giá số 2 cũng có cơ hội đó em. Dạ. Cũng được á. Chúng ta sẽ đến với bạn Nghĩa đúng không? Dạ. Giờ Nghĩa nói tình trường của Nghĩa coi nè. Dạ, tình trường em thì có 3 mối tình, mà có 2 mối tình đơn phương. Trời đất ơi. Một mối tình chính thức khoảng được 4 tháng. Trời quen đất. Thì quen được 5. Nhưng mà trực tiếp thì khi mà yêu thì yêu 4 tháng thôi. Đến lúc là em phát hiện ra người đó có người khác thì em cắt. Sừng nữa hả? Dạ, dạ. Mà cái sừng này ngắn ha, mới 4 tháng thôi. Nhưng mà 4 tháng thì nói chung em là người thiên về tình cảm nên đôi lúc là hơi bị sốc. Bởi vậy hình như khoảng 10 năm rồi em chưa quen ai hết. Cái gì? Cái cú cắm sừng đó là kéo tới 10 năm chưa quen ai luôn. Bạn nó có hứa hẹn gì với em? Hai đứa đã có thề non hẹn biển gì nói chưa? Nói chung là em là người hay lo xa. Thì em nghĩ chuyện tương lai em vẽ ra là rất là đẹp. Đến khi nó mà em vẽ ra là... mà em có vẽ với cổ không hay là em tự vẽ một mình? Em tự vẽ. Tới lúc đó thì nói chung là mình hơi đóng cánh cửa lại. Khoảng cỡ năm nay bắt đầu em thoáng ra từ từ. Nhưng mà cái khúc chia tay đó là em chủ động chia tay hay là cổ đi theo cái người kia cổ chia tay hay là như thế nào? Nói chung là em phát hiện. Đẹp gặp. Rồi cô ấy nói thôi, vậy thôi thì hai người đường ai nấy đi đi. Người ta muốn đi thì mình không có cản được. Rồi. Để em chấp nhận thôi. Cái giai đoạn mà em bị cấm sừng nữa đó,
mà em đóng cửa, anh cứ kia là em dùng từ em đóng cửa trái tim tâm hồn em lại luôn, thì lúc đó cái tâm lý em như thế nào? Lúc đó em một phần thì nó hơi tệ chút, nó có nhiều thú vui này nọ thì mình trôi theo thôi, nhưng mà thú vui lành mạnh thôi. Thú vui này nọ là thú vui gì mà lành mạnh? Dạ, giống như là nhậu thôi. À, em chỉ đơn giản là nhậu đó. Rồi lúc đó là em mới 23-24 tuổi hả? Dạ, năm đó em 23 tuổi. Rồi làm sao em vượt qua được cái giai đoạn đó? Em xem mấy chương trình video về HAPSAP, về chữa lành bản thân á. Giờ em coi trên mạng này nọ, bắt đầu em mình cải thiện mình lại từ từ. Và bây giờ nó mở cửa lòng ra rồi. Dạ. Đúng không? Mới. Tại sao em nghĩ là thời gian một năm nay em đã mở lòng em ra rồi, em đã vượt qua được cái bóng tối đó rồi? Tại vì hồi trước là em là dạng như là em giao tiếp với một nhóm người bạn thôi. Nhưng bây giờ là em có thể là đi học đây nào, học để bổ túc thêm cho bản thân, xây dựng học hỏi nhiều hơn, mình trải nghiệm nhiều hơn, mình đi du lịch đây đó nhiều hơn. Okay. Động lực nào cho em đến với chương trình ngày hôm nay? Mình nhìn mọi người xung quanh á, đôi lúc họ hối thì có rồi, nhưng mà họ quan tâm mình, nhìn lại gia đình mình. Thì em nghĩ cái đó là trách nhiệm thứ nhất của người làm con. Thứ hai là mình có vui vẻ, hạnh phúc thì người lớn hay những người xung quanh mình á mới vui vẻ hạnh phúc được. Mình muốn người khác vui thì phải mình vui trước đã. Rồi mình mới lan tỏa cho mọi người xung quanh mình vui. Nhưng mà chị hỏi thiệt là một năm nay giờ cái tim em có bao giờ thấy rộn ràng? Ví dụ em thấy một cái bóng hồng nào đó ngoài đường đi làm em cũng gặp, có bao giờ em thấy sao xuyến quá em giờ ồ cô này đẹp quá, cô này dễ thương quá, có chưa? Có ý định? Dạ có, mình cũng rộn ràng nhưng mà đôi lúc là cơ hội chưa tới chị. Hy vọng hôm nay cơ hội tới với em ha. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Em muốn tìm một người như thế nào? Em thì chỉ muốn tìm một người phụ nữ hòa đồng vui vẻ, biết quan tâm, ghét nhất người phụ nữ lừa dối. Còn em, chuyện tình yêu em như thế nào? Chuyện tình của em kể ra rất là đơn giản và hầu như là chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào? Hèn chi nó đơn giản. Em chưa trải qua mối tình nào cả. Nhưng mà kiểu dạng có thể gọi là crush thì cũng nhiều. À, thích hả? Tức là người ta thích em thì cũng nhiều. À, đúng rồi. Mà sao em không đáp trả lại? Tại em không thích. Em đã có bao nhiêu người theo đuổi rồi? Cũng có vài người nhưng mà em cảm thấy là hai người không có mục tiêu chung nên là em cũng dứt khoát không tiến tới với nhau. Từ trước giờ thì em tập trung cho học và sự việc, cho sự nghiệp nhiều hơn. Nên là em không có muốn dành thời gian quá nhiều cho tình yêu. Sau này thì khi em đi làm rồi thì em mới bắt đầu tiếp xúc nhiều người hơn. Thì em cảm thấy mở lòng hơn được. Thì em tới chương trình này là em muốn tìm một người yêu như thế nào? Người đâu đó chắc là sẽ phù hợp về cả mindset, tức là về cách suy nghĩ. Em thích người làm kinh doanh thì sẽ dễ để chia sẻ hơn. Cái thứ nhất, thứ hai là em thích người nghiêm túc, trưởng thành và có sự tinh ý. Tinh ý tức là sẽ quan tâm em nhiều. Nhưng mà cái người đó có tâm á. Những cái điểm nào ở người đàn ông mà em không thích á? Nhậu nhẹt hoặc là cờ bạc, bảo thủ. Dạ, cỡ như vậy thôi. Nhậu nhẹt, cờ bạc, bảo thủ. Thật ra cờ bạc nhậu nhẹt thì cũng không ai thích. Còn cái bảo thủ là ý em sao? Bảo thủ là cái người hơi bị gia trưởng. Dạ đúng rồi, giữ em kiểu em phải làm thế này và mấy kia. Còn em rất là thích tự do, với lại công việc của em cũng là bận. Hầu như là buổi tối em cũng bận, làm từ sáng tới chiều, xong rồi chiều em lại đi ngoại giao nữa. Cho nên là cái việc mà ở bên bạn đó sẽ là có sự khó khăn. Nhưng mà nếu mà đã có bạn trai thì mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ. Dạ tất nhiên, tất nhiên. Nhưng mà kiểu bạn, nếu mà bạn không chấp nhận được cái nhịp sống của em thì em cũng có nghĩa là không nhịp nào. Sống mình là hơi nhanh, năng động. Dạ. Người phụ nữ hiện đại, em nghĩ là khi nào nữa em mới tới tính tới chuyện lấy chồng? Dạ chắc tầm 30-35. 30-35 mà năm nay nhiêu rồi? Dạ mới 23 rồi. Trời ơi, mới có 23 hả? Trời chắc mệt rồi nha. Thôi được rồi. À, bây giờ mình hỏi một chút xíu về người thân hôm nay đi theo đi. Chị Tường nhìn thấy bên dưới phía bên đây là phụ huynh của nhà trai. Dạ con chào cô. Dạ chào Cát Tường, chào dạ. Minh Đạt. Dạ. Cô ơi cho con hỏi là hôm nay là mình đi theo bạn nào trên này vậy cô ha? Dạ bạn Bảo Thiện ạ. Dạ cô là mẹ của Bảo Thiện ạ. Dạ. Thì bây giờ với một cái nhìn khách quan ha cô ha. Dạ. Như mình cũng hiểu con trai mình rồi, mình nhìn theo cái ý thích của mình nữa. Thì theo như cô thì cô thấy rằng là cô gái ở ghế màu xanh hay ghế màu đỏ thì có vẻ sẽ phù hợp với con trai mình hơn ạ. Theo nhận xét cô thì thấy dạ. Cô màu đỏ thì hợp hơn. Có những cái quan điểm nó cũng hơi tương đồng. Rồi con cảm ơn cô. Rồi qua em trai đi cưng. Dạ em xin phép em chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt. Em là đồng nghiệp của Nghĩa. Nếu mà tiến tới hôn nhân thì cũng lo bàn cưới, 10 bàn cưới cho 10 bàn cưới cho chú rể. Đúng Nghĩa sếp rồi. Sẽ hỗ trợ thêm một số cái nữa. Thì nói chung sẽ hỗ trợ tối đa cho Nghĩa theo khoa chương trình. Thì hy vọng cũng có em dâu tương lai. Dạ. Trời ơi, một tràng vỗ tay cho sếp. Sếp quá ngon lành. 10 bàn tiệc rồi lo mọi thứ xung quanh nữa, coi như là râu ria có sếp lo hết. Chú rể là tìm cô dâu thôi đúng không?
Dạ, nhưng mà hồi nãy giờ sếp để ý hai cô bên đó, thấy có cô nào mà sếp thấy ổn ổn không sếp? Có vẻ ổn hơn á, thì bên bé màu đỏ thì có cái tiếng hôn nhân có thể nhanh hơn. Dạ. Còn bé bên màu xanh thì nói chung phải tìm hiểu, thì cũng có thể 1-2 năm nữa thì cái tiếng hôn nhân là bình thường. Cái quan điểm sống mọi người nó có khác nhau lắm, đôi khi mình định hướng vậy cứ quan trọng mình có nhân duyên thì nó sẽ đến thôi. Đúng đó. Trời, một người trưởng thành người ta nói rất là chuẩn, mình đều có kế hoạch hết, nhưng mà thiếu gì người vỡ kế hoạch em. Mình sắp đặt có kế hoạch tốt để mình từng bước mình lập những kế hoạch của mình, nhưng trên cái đoạn đường mà đi đến cái kế hoạch đó đôi lúc nó sẽ bị lạc trôi nhiều thứ lắm quý vị ạ. Dạ, khó nói được lắm đúng không sếp? Dạ em cảm ơn nha, cảm ơn họ nhà trai. Dạ, cảm ơn. Giờ tới họ nhà gái nè. Em chào chị Cát Tường, anh Đối Minh Đạt, cô. Thì em là bạn của Phúc, thì hôm nay em tới đây cũng muốn hỗ trợ cho bạn tìm được một nửa mảnh ghép còn lại. Nãy giờ thì em cũng nghe những chia sẻ của bên Nam, thì em thấy là anh ngồi ghế đỏ sẽ hợp với bạn của em. Hợp ở chỗ nào vậy em? Dạ, cái tính cách của anh năng động. Mặc dù lớn nhưng năng động, nhưng mà có thể che chở cho bạn em được. Anh sẽ khắc phục những cái thói quen không có nhớ của bạn được. Nhưng mà anh cũng biết tập luyện thể thao y như bạn Phúc nữa. Thì em cảm thấy anh hợp. Cảm ơn em gái nha. À rồi thôi bây giờ mình không chờ đợi gì nữa. Chờ đợi gì nữa, mình cho các bạn gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. Wow. Chào em. Liền tay luôn hả? Đây là tặng quà liền luôn. Má trời, hôm nay quà quá sức quà. Em cảm ơn. Trời ơi, giống giao hàng quá vậy. Tặng quà cho nhau rồi mấy bạn ơi. Tặng quà công nghệ quá vậy. Có quà đặc biệt nè. Đó. Có tối thêm một miếng nhẹ. Wow. Em mong là ngày mai sẽ có người ăn sinh nhật chung. Anh rất vui là được em đặt hy vọng vậy, thì anh cũng sẽ cố gắng để bấm nút để thực hiện được điều đó. Chưa gì cũng lo bấm nút, nút đâu mà bấm. Okay, hát tặng người ta sinh nhật trước đi. Mừng ngày sinh nhật của em, và thật chúc em mừng ngày đó em sinh ra đời với biết bao điều thắm tươi. Oh yeah. Tôi tưởng họ không biết hát bài chúc mừng sinh nhật nữa chứ. Bây giờ được rồi, hoa với hoa tôi thấy rồi. Hai cái thùng giống nhau, tôi từ từ tôi tính. Nhưng cái hộp nhỏ nhỏ là cái gì vậy? Dạ, son môi. Cây son em mong tặng bạn, thì mong rằng bạn tự tin lên. Mong bạn sẽ được đẹp nhất khi được tô nó trên môi. Oh, wow. Rồi. Em mình có tò mò cái thùng quà to quá, mình cũng phải khui chứ Đạt. Khui ha. Dạ, dạ. Hồi nãy vô tặng quà như khui như giao đồ, xách đồ rồi chệch xong đi về vậy. Trời, cái gì móc móc gì nữa vậy? Không, châu lam, châu lam. Trời ơi, bảo tắt châu lam. Trời ơi, châu lam. Nhìn như lâu lam để em túi quần luôn ghê vậy. Trời ơi, em. Ờ, xinh quá. Wow. Wow, xinh quá. Đây, của em. Có nghĩa là hai món quà công nghệ là y chang nhau đó. Thiệt tình. Nhưng mà cái hộp nhỏ kia là có ý nghĩa riêng đó, có một phần à. Wow. Đừng có thoa nha, của người ta đó. Trời ơi, tặng cho mỗi người mỗi con hai cái sừng luôn. Tự nhiên đem theo cái dao lam chi vậy? Thì em tính là sẽ cắt quà thì phải cần dao lam. Thì em thủ dao lam. Chứ để dao lên thì nó cộm quá. Trời ơi, thiệt ông thiệt thà ghê. Hồi nãy dao nãy ông... là một người tính xa. Tính xa nên bây giờ là tặng quà. Bảo đầu lo nghĩ tới chuyện ủa rồi mở quà rồi mở làm sao, thôi mua thêm cây dao lam đi. Rồi bạn gái ghế màu xanh, cảm nhận như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra và từ nãy đến giờ nhận quà đồ, em thấy sao? Dạ cảm thấy wow ạ. Thấy wow. Wow. Em cũng không biết nói sao nhưng mà kiểu có một cái gì đó xao xuyến hay sao? Ừ, dạ đúng rồi đó. Mong bạn sẽ được đẹp nhất khi được tô nó trên môi. Khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua. Còn em? Dạ thấy vui ạ. Nói chung thì anh thì chững chạc. Cảm ơn em. Còn hai chàng trai cảm xúc dạ, em như thế nào? Tại em mắc giờ hình trái tim rồi, bởi vậy không có nói nên lời nữa. Để chàng trai đóng cửa lâu năm mở cửa nói chuyện nè. Dạ. Sao nghĩa cảm xúc của em nãy giờ như thế nào? Cảm thấy nó hơi xao xuyến, hơi rung nữa.
tại lâu rồi thì mình cũng nói chung là tiếp xúc cũng ít chị phụ nữ, nhưng mà khi mở màn ra thì nói chung là mình cũng có cái gì đó nó rung động nhiều. Em muốn hỏi gì hai cô gái ngày hôm nay không? Cho anh hỏi cô gái ở ngồi ghế xanh nha. Theo em thì quan điểm tình yêu em mong muốn là gì? Chắc là đối với tình trường của em thì nó hơi ít, cho nên là nói về định nghĩa thì em hoàn toàn không có. Khi mà em gặp được cái người nào mình thật sự thích thì nó lại có cảm giác thôi, thì em sẽ tiến tới thôi. Vậy anh hỏi thêm câu nữa nha. Nếu mà khi em tính đến chuyện lập gia đình á, thì em có nghĩ đến chuyện làm dâu không? Ý anh là đến sống cùng gia đình anh đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ cũng có thể. Được ạ. Vậy cho anh hỏi cô gái ngồi ghế đỏ, em cũng trải qua các mối tình đúng không? Cho anh hỏi là em quan điểm thế nào về khi hai người yêu nhau thì quan trọng nhất điều gì? Em thấy quan trọng nhất là người con trai cứ nhường người con gái. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn đừng có hơn thua nhau. Cứ nhường đi rồi sẽ êm ấm hết. Mà nhường hoài rồi mập cái sừng đó em. Dạ không chị. Nói chung là sừng có mập hay không là do cái bản tính rồi. Nếu mà mình cảm thấy đối phương không an toàn thì mình nên dừng lại. Chứ còn trong, em là quan trong tình trọng yêu nhất là nên nhường em đi. Nhường đúng không? Dạ, là được an toàn mạng sống hả? Đừng có hơn thua, đừng có so đo. Dạ, nếu mà sau đó thì có thể giải thích nói chuyện lại với nhau. Nhưng mà tại thời điểm mâu thuẫn thì em muốn là được nhường. Em thấy sao? Em hết rồi. Em hết rồi đó hả? Dạ. Tại sao em lại hỏi vấn đề về chuyện làm dâu? Dạ em thì nếu mà có vợ thì sẵn sàng chia sẻ công việc gia đình với vợ. Gia đình em thì ba mẹ em rất là dễ. Nói chung là mẹ em thì thích có con gái nhưng mà lại có hai anh em. Hai anh em thôi. Nhà hai được rửa đó nha. Rồi sao? Tới mình sao Thiện, có muốn gì hỏi hai em gái ngày hôm nay không nè? Anh muốn hỏi em Phúc là em thích tập thể thao với lại đi du lịch mà. Dạ, du lịch em thích đi, thích tập gym. Anh thì về tình yêu thì anh chỉ cần người con gái là tin, đặt niềm tin nơi anh nhiều nhất có thể. Dạ. Rồi giờ hai cô gái mình cũng muốn đặt câu hỏi gì với hai chàng trai không nào? Dạ ví dụ như xung quanh em thì có rất là nhiều vệ tinh. Thì anh thôi em cho em hỏi hai canh một lúc luôn. Thì anh sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Mời ghé trả lời trước đi. Nói chung là nếu mà bạn gái mình có nhiều vệ tinh thì mình cảm thấy vui vẻ hơn chứ. Tại vì người mình được nhiều người quan tâm mà, thì mình phải vui vẻ khi mình có được cô ấy chứ. Và thứ nhất, cái thứ hai là mình khi một trong mối quan hệ thì tin tưởng mình luôn đặt lên hàng đầu. Nên tất cả mình tin tưởng cô ấy thì mình cứ vui vẻ khi đón nhận điều đó thôi. Anh thì cũng có kể sơ qua nãy thì vì không, tại vì anh tin, anh yêu thì anh phải tin chứ. Thì người ta phải chia sẻ, nhưng mà nếu mình thấy có cái gì thì mình hỏi. Nhưng mà nếu mà cái điều đó đặt lên bàn cân mà để tin để gì thì anh chọn tin đó. Nhưng từ xưa giờ anh vẫn chọn đúng không? Nếu mà đã lỡ vậy thì chịu thôi chứ không có gì hỏi. Số phận mình nó hẳn hiu quá mình phải chịu. Rồi còn hỏi gì? Có ai hỏi gì không? Dạ không. Em muốn hỏi gì không nè? Dạ em hỏi anh ghế đỏ. Em thì em hay thích mặc váy ngắn này kia thì anh có quan điểm gì về các ăn mặc không? Thì anh sẽ thấy em dễ thương nhiều hơn. Anh cũng thích gái mặc váy. Anh sống và làm việc với người nước ngoài nhiều, với lại tính anh cũng thoáng về vấn đề đó. Thì mình mặc sao cũng được, mình có thể mặc 2 giây hay bất kỳ gì cũng được, nhưng mà chỉ cần hợp thời điểm, hoàn cảnh thôi. Dạ. Chứ sai thời điểm thì cái đó nó mới xấu. Thí dụ sai thời điểm là sao? Dạ, chẳng hạn tiệc gia đình, có người lớn các thứ thì mình nên kính lại chút xíu. Mình cũng có thể xẻ cái này xẻ kia nhưng mà vừa phải thôi, chứ đừng xẻ 3/4 các còn thứ. Với anh là em không bận cũng được nữa phải không? Dạ, đâu có cho bận. Đâu có cho bận, đâu có cho bận. Cũng biết chọc dữ lắm nha. Cho đổi không khí một xíu đi. Các bạn có quà tặng gì cho chương trình đi? Nãy giờ tặng quà nhau không nghệ à? Đi đi. Đó, chị Tường với Đạt ngồi không vậy đó. Dạ, mình đánh cầu lông được không chị? Đánh cầu lông hả? Hát mà lỡ nó quên được không chị? Được rồi, không nhớ không quên chị nhắc cho. Rồi, tiếp tục. Cho em hát bài Ánh Nắng của anh đi. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ. Bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi đi miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tình yêu ấy, không có khóc, không có gì giờ gì đây khóc. Là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em.
cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Bây giờ vậy nè, chàng trai của chị là đã 10 năm rồi, khép cửa trái tim rồi, chị muốn có một cái sự va chạm tiếp xúc nhẹ với hai cô gái, một cái nắm tay lịch sự thôi, thì không biết ý nhà trai thế nào. Thoải mái mời em tiến qua thử thách những dòng điện bắt đầu chạy nè. Hả? Ủa vậy thôi, không nói gì hết trơn ấy. Chồng em rất là xinh đẹp, mong em sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy. Cảm ơn anh. Chúc em sẽ luôn xinh đẹp và mãi xinh đẹp về sau. Dạ, cảm ơn anh. Qua đi cưng, tới phiên mình. Trời ơi, cơ hội chị Tường cho cả hai luôn mà. Em chờ anh không tan được từng tay. Em xinh quá nên cũng không biết nói gì hơn nữa. Một xíu anh sẽ nói nhiều hơn nữa. Chị Tường nghĩ là bao nhiêu đó cảm xúc trên sân khấu này cũng đủ để các bạn cảm nhận được nhau rồi. À, bây giờ là cái giờ phút quan trọng. Có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh tương ứng với cái ghế mà đối phương của mình đang ngồi. Mình thích cô gái hay chàng trai ở ghế màu nào thì mình bấm cái nút màu đó. Rồi hãy làm đúng với những gì mà trái tim mình mách bảo nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy đặt tay lên công tắc, nhắm mắt của mình lại. Hãy lắng nghe lời trái tim nha. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định, các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5. Theo em thì quan điểm tình yêu em mong muốn là gì? Khi mà em gặp được cái người nào mà thật sự thích thì nó lại có cảm giác thôi, thì em sẽ tiến tới thôi. 4. Anh thì về tình yêu thì anh chỉ cần người gái là tin, đặt niềm tin nơi anh nhiều nhất có thể. Dạ. 3. Hai. Một. Bấm. Chúc cái miệng hay quá. Hay thiệt. Mời hai cặp đôi bước vào sân khấu. Nắm tay nhau đi hai cặp. Đi nào. Bên em anh say trong hạnh phúc. Đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên em anh nghe trong lòng hát giai điệu tình yêu. Cái cặp này tôi thấy từ đầu là đã sẹt nhau rồi. Cặp này tôi quan tâm nè. Cặp này sao hay em, bây giờ 10 năm rồi, hôm nay sao em nói một câu mạnh mẽ chị Tường coi coi. Lòng ngực nó đập dồn dập với chị. Cái điều gì ở chàng trai này mà em không... thấy anh này dễ thương. Nghe cái câu chuyện của ảnh mà phải chìm đắm trong cái mối tình 10 năm em không có ngại hả? Chắc là có lý do giống như anh kể thì anh mới như vậy. Nên này có thể thông cảm được em. Và hy vọng rằng em sẽ làm cho trái tim nó rộn ràng và nó vui. Ha. Dạ. Sếp ơi, chuẩn bị 10 bàn nha sếp. Cái lời hứa mình sẽ thực hiện. Dạ. Hy vọng sẽ sớm. Sớm. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhanh nha chứ để 10 năm sếp quên lời hứa đó. Cặp đôi này giờ tối nay cái kế hoạch sinh nhật sao đâu chia sẻ với chương trình đây nè. Tối nay dành cho anh nha, rồi anh dẫn em đi ăn những món mà em thích. Dạ. Wow. Bây giờ ý tôi vậy, chúng ta đều đã lớn hết trơn rồi, tới tuổi cặp kê và lấy nhau hết rồi. Một nụ hôn dành tặng cho nhau. Hôm nay tại vì ông mai bà mối cũng rất là phấn khích vui. Lâu lắm rồi mới được có cái cảm giác thành công tuyệt đối như vậy. Xin mời hai chàng trai hãy dành tặng cho hai cô gái mình một nụ hôn để kỷ niệm ngày mình gặp nhau trên sân khấu của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Dễ thôi. Rồi, rồi bên đây. Trời ơi. Dễ thương quá. Nhiệm vụ ông mai bà mối tới đây là coi như là
thành công rồi đó. Coi như là mở đường rồi đó. Rồi. Mở đường rồi đó, giờ hai người đi con đường đó sao? Và bây giờ thì có những món quà sẽ dành tặng cho các bạn. Và đây, Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và cũng không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho hai em nha. Đây. Đây. Chương trình xin tặng các bạn một năm sử dụng nước rửa chén Homi, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây, gửi tặng hai em nha. Và hôm nay thật là tuyệt vời, chúng ta đã có hai cặp đôi được thành công luôn. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau, nhưng đã về chung một hướng cùng nhau. Và đó chính là thông điệp mà nhãn hàng Joy gửi gắm qua chương trình. Bột giặt Joy hân hạnh tặng mỗi bạn một năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Chị Tường xin thông báo một cái tin cũng rất là hot. Nếu như mà trong chúng ta cặp đôi nào mà tiến tới hôn nhân thì bột giặt Joy sẽ dành tặng cho các bạn, mỗi cặp sẽ là 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Và một lần nữa, Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.